Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Hai tân binh giúp MU vô địch ngoại hạng Anh. Ba mục tiêu sống còn ở MU hỏi mua -E Neymar. Nóng, tương lai mà có tại MU và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Ba mục tiêu sống còn ở MU hỏi mua -E Neymar. Eric Ten Hag trả lời trên trang chủ MU. Tôi đang ổn và hạnh phúc ở MU. Đây là câu lạc bộ lớn nhưng không quá thành công trong vài năm qua. Vì thế phải khôi phục lại vị thế của MU đến nơi mà họ thuộc về. Không chỉ ở khía cạnh đào tạo đội bóng MU mà thay đổi văn hóa cụ thể là văn hóa chiến thắng. Tôi hướng đến mục tiêu đó là chúng tôi phải làm cùng nhau. MU là câu lạc bộ tuyệt vời, có cầu động viên cuồng nhiệt. Tôi hạnh phúc khi là một phần của MU, nhưng để đạt được mục tiêu ấy cần thời gian lâu dài. Với mục tiêu thứ ba tại MU, Ten Hag muốn từng cầu thủ phải luôn thử thách chính mình để phiên bản tốt nhất tại câu lạc bộ. Ten Hag muốn MU là tập thể tốt, dựa trên từng cá nhân đóng góp tích cực nhất. Bên cạnh đó, theo phóng viên chuyển nhượng Peter Oralco của Futian một loạt các đội bóng đã liên hệ với PSG để tìm hiểu liệu đội bóng này có bán Neymar ở phiên chợ 2024. PSG được cho là đã làm việc ở Man City, Liverpool, MU và Newcastle. Neymar ký hợp đồng với mức giá kỷ lục thế giới. 198 triệu bảng vào năm 2017, nhưng có thông tin cho rằng PSG sẽ bán lỗ cầu thủ này với giá khoảng 80 triệu bảng. Neymar có thành tích ấn tượng với 18 bàn thắng và 17 bàn kiến tạo sau 29 lần ra sân, nhưng gần đây xôn xao dư luận bởi vấn đề kỷ luật và mâu thuẫn nội bộ PSG. Hai tân binh giúp MU vô địch ngoại hạng Anh theo đó, cựu danh thủ Robbie Asigi tin rằng MU sẽ là ứng cử viên vô địch ngoại hạng Anh nếu anh họ ký hợp đồng với Hadeken và Fanky để trong vào mùa hè năm 2023. Việc ký hợp đồng với một tiền đạo mới sẽ là ưu tiên hàng đầu của quỷ đỏ. Trong đó, ngôi sao của Tottenham Kane, một trong những lựa chọn đang được cân nhắc tại Old Trafford, cùng với ngôi sao của Napoli, Vito Oshimen và Gonzalo Ramos của Benfica. MU đã dành phần lớn mùa hè năm ngoái để theo đuổi De Jong và Ten Hag vẫn quan tâm đến tiền vệ của Barca vào lúc này. Schalke nhận định thêm Adiken và Frenkie De Jong vào đội hình MU, khi đó Adi Ten Hag có thể giúp họ trở thành ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch vào năm tới. Tôi sẽ cố gắng ký hợp đồng với Ken. với cậu ấy và hai cầu thủ tốc độ ở cánh hỗ trợ cùng De Jong, tiền vệ mà Ten Hag đã rất cố gắng để chiêu mộ vào mùa hè năm ngoái. Với khả năng đưa bóng của De Jong và Casemiro ở hàng tiền vệ, và một kênh đang làm những gì tốt nhất ở tuyến trên. Đối với tôi, đó là một mảnh ghép còn thiếu của một đội bóng giành danh hiệu. Nóng, tương lai Marcus Rashford tại MU. Chuyên gia chuyển nhượng Fabri Ojomono cho biết các đội bóng hàng đầu châu Âu đang theo dõi sát quá trình đàm phán hợp đồng của MU với Marcus Rashford. Thỏa thuận hiện tại của chân sút tuyển Anh tại Old Trafford sẽ hết hạn vào hè tới và vẫn chưa đặt bút ký mới trong bối cảnh MU đang được giao bán khiến nhiều đội tam tia muốn tranh thủ cơ hội lôi kéo Rafford. PSG và Bayern được cho là đứng đầu trong danh sách, nên MU đang xem việc đạt thỏa thuận mới Rafford là ưu tiên, cần làm ngay như chính Eric Ten Hag tiết lộ. Tờ Eletic cho hay, Eric Ten Hag ngay từ đầu đã muốn Marcus Rashford là nhân vật trung tâm trong dự án của ông tại MU. Chuyên gia Romano nhìn nhận, dù có nhiều câu lạc bộ săn đón nhưng với phong độ đang bay như hiện tại, Ten Hag chính là người phù hợp nhất cho sự phát triển của tiền đạo này. Do vậy, Romano dự báo MU và Rashford kiểu gì cũng đạt thỏa thuận ký mới. Ten Hag chốt xong người thay Maguire làm đội trưởng MU. Trong những trận đấu mà tuyển thủ Anh không đổ ra sân, Bruno Fernandes được Erik Ten Hag chỉ định theo bảng thủ quân. Tiền vệ người Bồ Đô Nha đang làm ra vai trò thủ lĩnh trên sân và được xem là ứng cử viên hoàn hảo cho vị trí đội trưởng mới của Quỷ Đỏ. Thậm chí Bruno Fernandes có thể sớm nhận băng thủ quân nếu Maguire chia tay MU sau khi mùa giải kết thúc. Cá nhân Erik Ten Hag ca ngợi khả năng lãnh đạo của Bruno Fernandes và cho rằng tuyển thủ Bồ Đô Nha là tấm gương cho toàn đội. Đầu tiên với tư cách là đội trưởng, Cậu ấy là một tấm gương trên sân với nguồn năng lượng dồi dào và quyết tâm rất cao. Fernandez rất quan trọng với đội trong cách tiếp cận và chuyển đổi chiến thuật của chúng tôi. Fernandez luôn gương mẫu và chuyên nghiệp. Cậu ấy phù hợp với đối phó các tiêu chuẩn cao nhất. Fernandez có thể chơi nhiều trận đấu nhờ thể lực tốt và tinh thần như một chiến binh. Fernandez là một trong những cầu thủ ổn định nhất ở MU mùa này. Sao bây giờ muốn ký hợp đồng dài hạn với MU? Đã có những dấu hỏi lớn về bản hợp đồng này với Sabizer chưa từng chinh chiến tại ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, anh đã nhanh chóng dập tắt những hoài nghi bằng màn trình diễn ấn tượng. Chân truyền 28 tuổi là một trong số những cái tên chơi hay nhất bên phía quỷ đỏ trước Leeds United. Trong khi thể hiện khả năng luân chuyển bóng, Sabizer còn ghi điểm với người hâm mộ bằng những pha hỗ trợ phòng ngự kịp thời. Cá nhân anh cũng đang cảm thấy hào hứng với cuộc sống tại Old Trafford và kỳ vọng về việc sẽ đưa MU mua đất ở phiên chợ hè. Tôi đang cảm thấy rất tốt ở đây. Tôi thích câu lạc bộ này và cả bầu không khí ở Old Trafford. Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra vào mùa hè. Bốn ngôi sao khó có thể chủ lại sân Old Trafford. Từ khi Eric ten Hag tiếp quản ghế nóng tại Old Trafford, ông đã giúp những cái tên như Diego Dalot, Marcus Rashford, Adon Okamisaaka hay Fred sân tiến bộ và thay đổi cả tương lai của mình tuy nhiên vẫn còn đó những ngôi sao mà có lẽ phải nhanh chóng rời nhà hát của những giấc mơ hoặc sẽ bị câu lạc bộ bán đi nhằm dọn đường cho công cuộc tái thiết. Harry Maguire những tưởng màn trình diễn chói sáng tại World Cup là cục cánh cho cựu ngôi sao Leicester City, nhưng rồi anh vẫn làm bạn với băng ghế dự bị. Giờ đây ở vị trí trung vệ, đội trưởng của MU chỉ là lựa chọn số 5 sau những Lisandro Martinez, Dafa Envaran, Victor Lindelof và cả Luke Shaw. Việc hạn chế về tốc độ cũng như kỹ năng xử lý bóng đã ngăn cản Maguire có thể hòa nhập tốt với triết lý của Ten Hag, có lẽ mùa hè tới là thời điểm thích hợp để anh ra đi nhằm cứu vớt sự nghiệp của mình. Anthony Martial được Erik ten Hag tin dùng bởi lối chơi phù hợp với triết lý mà cựu huấn luyện viên của Ajax đang xây dựng cho MU, bởi anh là một tiền đạo lùi sâu, có thể kết nối toàn đội cũng như chơi quen lưng tốt. Dù có hiệu suất ghi bàn khá tốt mùa này, nhưng những chấn thương chiến miên khiến ngôi sao người Pháp vắng mặt hơn một nửa số trận của quỷ đỏ. Có lẽ chiến lược gia người Hà Lan cũng đang ngắn ngẩm cầu thủ có đôi chân pha lê này. Với một màu u đầy tham vọng phục hưng thì cần có một chân sút cự phách đảm bảo đổ ra bàn thắng ít nhất. 20 bàn một mùa chứ không phải kiểu đá một trận chỉ 5 trận như Matian. Cốt mắc Tomidei đây Jose Mourinho phát hiện vào bồi dưỡng, Từng có thời McTominay được xem là tương lai của MU, là người kế thừa Roy Keane, nhưng dần dà McTominay cho thấy không có tiềm năng phát triển hơn nữa, dù được chơi cùng với một tiền vệ trung tâm hàng đầu như Casemiro. Khi mà tiềm năng của McTominay hạn chế, còn Casemiro đã qua ngưỡng 30, thì rõ ràng quỷ đỏ có lý do nhằm đến một ngôi sao xuất sắc khác chơi cùng vị trí, đó có thể là Delandai. Donny van der Beek sự xuất hiện của ông thầy cũ Eric Ten Hag đã không giúp cựu sao Ajax đổi vận như người ta mường tượng ban đầu. Nhưng chấn thương đã khiến cho Donny van de không có phong độ tốt để chen chân vào hàng tiền vệ chơi xuất sắc với những Casemiro, Bruno Fernandes. Và việc van der Beek phải dương thương tới hết mùa giải cũng coi như tương lai tại Old Trafford của anh đã chấm hết. Xét về chuyên môn, những Harry Maguire, Anthony Martial, Minay và Van der Beek đều là những ngôi sao. Tuy nhiên vì nhiều lý do, họ đã không còn phù hợp với MU. Thủy đỏ đang từng bước tái thiết để phục hưng một đế chế nên rất cần những ngôi sao đẳng cấp và phục vụ tốt triết lý mà Eric Ten Hag xây dựng. Cho nên dù muốn hay không thì họ phải ra đi để dọn đường cho những nhân tố mới sẽ tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.